Những cái công ty mà sản xuất bồn cầu á, mình cũng nên xem lại á, là cái bồn cầu sản xuất gần đây là thường nó hay bị gãy ở những cái ngạnh này nè. Mình có thể sản xuất dày thêm chứ mình sản xuất đồ mà nó không có chất lượng thì người khác nó thời gian người khác ta sẽ mua cái hiệu khác ta xài.